Còn gì nữa không? Anything else? Anything else? Có gì mới không? Anything new? Anything new? Có gì đó không ổn phải không? Anything wrong? Anything wrong? Tôi không ngửi thấy gì cả. I don't smell anything. I don't smell anything. Tôi không nghe thấy gì cả. I'm not hearing anything. I'm not hearing anything. Đừng làm gì đó dại dột nha. Don't do anything crazy. Don't do anything crazy. Và thử thách hôm nay cho bạn. Listen and write down. I don't need anything, but I need you. I don't need anything, but I need you. Nếu như bạn đang trong cái hành trình học để chinh phục tiếng Anh và còn gặp rất nhiều những cái khó khăn, bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, luyện tập như thế nào cho nó hiệu quả và đảm bảo, bạn chưa có người đồng hành để chỉnh sửa cho bạn mỗi một ngày và chỉ dẫn cho bạn những cái tài liệu hay những cái phương pháp quy trình nào mà bạn nên áp dụng để đạt được hiệu quả cao hơn, và những cái điều nào mà chúng ta nên tránh loại bỏ đi để không mất thời gian của mình. À, bạn muốn có cái môi trường để được thực hành giao lưu với khách mời bản xứ hàng tuần đó, thì bạn có thể nhắn cho tôi qua Zalo để được cầm tay chỉ việc hướng dẫn. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái chiến lược, cái quy trình từng bước từ mới bắt đầu đến giao tiếp tiếng Anh trôi chảy để đảm bảo chắc chắn cái sự thành công của bạn, và bạn sẽ không còn phải mất thời gian, cái công sức lãng phí vô ích nữa.